chúng ta cùng cô sang phần luyện tập củng cố nào. Bài 1 đó là tính giá trị các biểu thức sau đây. Và với bài 1 thì cô có 2 phần, 1A và 1B. 1A thì dễ hơn 1B, nên là chúng ta có thể tùy chọn là 1A hoặc là 1B, tùy theo mức độ của mình nhé. Đấy. Và với bài toán này, ta có thể chọn là một phần hoặc là cả hai phần. Và sau 4 phút thì Quyền sẽ chữa cho chúng ta nhé. Nào bây giờ chúng ta cùng chữa 1A nào. Quan sát câu A cho cô. Biểu thức có phép trừ, phép chia và phép cộng. Bao giờ chúng ta cũng phải nhân chia trước đúng không? Tức là phép chia trước đấy. 36 chia 2 được 18. Ta lấy 72 trừ 18 cộng 18. Bạn nào mà nhanh thì ta thấy 18 đằng sau trừ 18 đằng trước chính bằng 0 đấy. Và kết quả bài toán này bằng 72. Hoặc mình có thể thực hiện phép tính từ trái qua phải thì vẫn bằng 72. Thế còn câu B nào. Câu B thì ta lưu ý này, 18 trừ 10 bằng 8 đúng không? Cô viết lên trên này nhá, bằng ở đây đi. 40 cô giữ nguyên này, trừ đi 12 cộng với 8. Và lúc này chỉ còn một dấu ngoặc thôi, cô sẽ thay bằng ngoặc tròn. Và ở đây chỉ còn 40 trừ đi 20, kết quả bằng bao nhiêu? 20. Thế còn câu C này, trong biểu thức có phép nhân và phép lũy thừa, ta phải thực hiện ưu tiên lũy thừa trước, đúng không nào? Đây, thì chỗ này bằng 25 nhân với 8, trừ đi 3 mũ 3 bằng 27, 27 chia 9 đúng không? 25 nhân 8 bằng 200, trừ đi 3 và kết quả là 197. Ta vừa chữa xong 3 câu của 1A. Sang 1B nào. Nào, 7 x 10 mũ 4 cộng 9 x 10 mũ 3 cộng 5 x 10 mũ 2 cộng với 9. Trước khi làm 1B chúng ta ghi quy tắc này vào vở cho cô. 10 mũ 1 thì chỉ có một số 10 bằng 10. 10 mũ 2 thì là 10 x 10. Và chúng ta nhớ cho cô này, số mũ là 2 nên đằng sau của số 1 sẽ có 2 số 0, có đúng không? Vì 10 x 10 bằng 100 mà. 10 mũ 3 nào, bằng 10 x 10 x 10, thực tế là bằng 1000. Thế còn chúng ta có thể viết nhanh bằng cách là đằng sau số 1 có 3 số 0, đúng không? Và ở đây thì 7 x 10 mũ 4 chính bằng 7 nhân với 10000 này cộng với 9 x 10 mũ 3 là 9 x 1000 này. 5 x 10 mũ 2 là 5 x 100 này. Cộng với 9. Và đến đây, muốn nhanh chúng ta đặt hàng dọc tính cho cô. 7 x 10000 là 70000. 9 x 1000 là 9000. 5 x 100 là 500. 9 đơn vị ta cộng xem ra bao nhiêu. 9 0 5 9 7, kết quả là 79.509. Và đáp án câu D đó chính là 79.509. Thế còn đối với câu E và câu F thì cô hướng dẫn nhanh chúng ta nhẩm kết quả nhé. Nào, 9 x 10 mũ 4 thì chúng ta có thể nhìn nhanh bằng cách là đằng sau số 9 có 4 chữ số nữa. Đây này. Được chưa? 7 x 10 mũ 2 là đằng sau số 7 có 2 chữ số nữa. Được không? Còn cộng thêm 48 thì 48 ở đây.
và kết quả là 90.748. Đây là cách mà cô dẫn chúng ta nhẩm nhanh thôi. Ta thử làm và vở xem kết quả có giống cô không nhé. Còn câu này, 8 x 10 mũ 3 là 8.000 này, 500 này, đúng không? 70 và không đơn vị. Ta thấy ở đây ba câu này cho ta điều gì? Đây chính là cách tách một số tự nhiên theo từng hàng của nó và theo giá trị chữ số của nó. Tức là 8 ở hàng nghìn ta sẽ viết thành 8 x 10 mũ 3, 500 là 5 x 10 mũ 2, 70 là 7 x 10 mũ 1. Còn không đơn vị thực chất ở đây là phải là 0 nữa, đúng không? Đấy. Và ta nhìn được cách tách một số tự nhiên theo từng hàng của nó.